Cái này không được. Cái này cũng không hợp. Trời, hú hậu gì à? Anh làm gì anh sầu não nữa vậy? Đang căng hết cái não rồi nè. Giỡn. Đùa gì? Wow luôn á, thiệt á. Làm anh chi, làm anh khó lắm, phải chuyện đùa đâu. Chán ghê, hồi ca này khó lắm, chắc gì em giúp được. Anh không tin em nữa rồi. Dì nói thử đi, nếu không được thì em bỏ đi. Anh lúc này mà anh giỡn vậy thôi chứ thật sự là bé em của anh đang học đại học, sắp tới trong trường có tiết mục văn nghệ mà bây giờ là bé em phải chịu trách nhiệm cho cái tiết mục là thời trang. Thời trang thì em biết là đó, Miss Nguyễn là rành về thời trang nhưng mà cái ca này hơi khó. Tại vì thời trang chủ đề mỗi năm cứ lặp đi lặp lại như vậy hoài á, là sợ là mọi người sẽ quá quen với việc là nào là dạ hội, nào là đường phố nữa. Quan trọng năm nay là nhà trường yêu cầu là phải làm chủ đề nó thuần Việt, mang bản sắc của dân tộc. Trời ơi, em nghĩ coi, bây giờ anh mà đi kiếm nhà thiết kế ha, đi mua đồ rồi đi may đồ với những bộ trang phục của dân tộc mình á, 54 dân tộc, trời ơi, bao nhiêu là tiền thì làm sao? Trời, sinh viên có hạn em ơi, giờ giúp anh với. Để em nói cho anh nghe, nếu như là về thời trang mà còn về trang phục dân tộc nữa, mặc dù anh đang rối, anh không biết là 54 dân tộc anh làm dân tộc nào phải không? Chứ gì nữa. Anh chỉ cần đúng một người mà có thể dẫn dắt được cho anh thôi, người đó có chuyên môn, chỉ dẫn được cho anh. Anh sẽ đơn giản hóa mọi thứ liền. Anh đâu có muốn là tất nhiên người đó không phải là em, nhưng ngày hôm nay em sẽ chỉ dẫn cho anh một người trời đang rất được nhiều người yêu thích và đang rất gọi là rất là hot trong cái việc mà làm trang phục dân tộc cho những cô hoa hậu luôn. Trời, hoa hậu mang chuông đi đánh xứ người, mang tạo nhiều cái nét riêng và đã rất thành công hiện nay. Từ từ nha, là những hoa hậu của Việt Nam mình đã tham gia những đấu trường quốc tế rồi mang những bộ trang phục đó. Đúng luôn. Mà cái chủ đề là thiên về dân tộc hay là những cái nét cái tinh hoa văn hóa về ẩm thực luôn có không? Cái gì cũng có, miễn Việt Nam trong đó là có hết. Như vậy là thời tới rồi, đỡ gì kịp quý vị ơi. Xin chào mừng quý vị đang đến với khung giờ rất quen thuộc của Chuyện Đó Chuyện Đây vào lúc 19 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Với Chuyện Đó Chuyện Đây được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi. May mắn quá ngày hôm nay người bạn đồng hành của Hoàng Rapper đó chính là Miss Nguyễn sẽ giúp cho Hoàng khám phá được thế giới thời trang. Bên cạnh đó là có được những bộ trang phục về những nét tinh hoa của văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam chúng ta. Tiết lộ anh cái tên nè, nhà thiết kế Tĩnh Thái. Tĩnh Thái, xin mời quý vị chúng ta tìm nhà Tĩnh Thái nha. Đi tìm chứ em không biết rồi, em chỉ nghe đồn thôi. Lên xe luôn. Lên xe. Trời ơi, xe đổ xăng đầy rồi nè, lên em, mời em lên. Nhà thiết kế Tĩnh Thái còn được biết đến là thủ khoa khoa thiết kế Đại học Hoa Sen, một cái tên đầy tiềm năng gắn liền với trang phục của các hoa hậu Việt Nam. Từ Hoa hậu Hồ Hennie đến Á hậu Thùy Dung, gần đây nhất còn có bộ Thiên Thần Xanh, bộ trang phục đồng hành cùng Hoa hậu Thùy Tiên trong cuộc thi Miss Grand, cũng là đứa con tinh thần của Tĩnh Thái. Hẻm này má quá chừng nè. Đẹp nên thơ. Những người mà sáng tạo nghệ thuật họ sẽ ở những nơi cũng rất là trữ tình thơ mộng ha. Chẳng nhà mình ra. Trời ơi, cái hồ đẹp quá nè, giường đẹp hết sức. Nhìn là biết nhà của nghệ sĩ đúng không? Rác ghê. À, chào bạn. Hello Tĩnh Thái. Hello Miss. Hello anh Hoàng. Dạ, ủa biết Hoàng luôn nè. Chào Thái. Hello anh. Có thể là bạn không biết nhiều về anh thôi, chứ cái tên anh với cái gương mặt của anh là bạn phải biết ha. Mặt phổ thông quá mà. Nhưng mà thật sự ngày hôm nay á là Hoàng Rapper đang nhờ Miss Nguyễn để giới thiệu Hoàng với lại Tĩnh Thái để tư vấn cho Hoàng một số vấn đề về thời trang, đặc biệt là chủ đề trang phục dân tộc Việt Nam để giúp cho bé em sinh viên của mình á có thể ghi điểm với nhà trường. Thì Tĩnh là cảm thấy rất là hứng thú và Tĩnh sẽ cảm thấy là chúng ta phải bắt tay vô liền. Hay quá. Nhưng mà chắc là vì á anh Hoàng á mới gặp Tĩnh cho nên anh bị hào hứng quá mức anh nói hết những cái gì anh mong muốn. Nhưng mà em nghĩ á, để trước khi làm việc với nhau đôi bên chúng ta cần biết nhau thêm chút xíu. Em á thì em biết về bạn nhiều rồi, do em làm người mẫu, em làm về thời trang. Em biết bạn từ trước khi bạn làm những bộ quốc phục này kia nữa. Đó, nhưng anh thì chưa biết gì hết cho nên chắc là nhờ Tĩnh á, Tĩnh sẽ nói thêm về bản thân mình. Để em giới thiệu với anh Hoàng cũng như với lại tất cả các khán giả đang theo dõi chương trình để mọi người biết sâu hơn về Tĩnh ha. Tên đầy đủ của Tĩnh là Thái Trung Tĩnh và Tĩnh tốt nghiệp trường Đại học Hoa Sen ngành thiết kế thời trang. Và hiện tại là mình đang đi theo một cái con đường đó là thiết kế chuyên về trang phục dân tộc cho các hoa hậu đi thi sàn đấu trên thế giới. Và từ trước đến giờ rất là nhiều bộ trang phục rồi đúng không ạ? Gần đây Hoàng Rapper cùng với khán giả rất là ấn tượng với bộ trang phục Thiên Thần Xanh. Niềm tự hào của Việt Nam chúng ta chính là Thùy Tiên đã mang về ngôi vị top 1 luôn.
mỗi một cái nét riêng biệt của bộ trang phục thì nó sẽ tùy thuộc vào cái sự riêng biệt của từng cá nhân mà mặc lên cái bộ trang phục đó. Cá nhân nữa hả ta? Đúng rồi, bởi vì là khi mà tính thiết kế trang phục dân tộc cho các bạn hoa hậu đi thi thì rõ ràng là tính phải tìm hiểu câu chuyện, đi tìm cái cảm hứng bên trong cái người mặc đó để là để tạo nên một cái sự dung hòa đồng điệu giữa người mặc và cái câu chuyện mà họ mang đi ra thế giới. Thì tính nghĩa là một cái phần quan trọng đó là cái câu chuyện cũng như là cái năng lượng của người mặc nên cái tác phẩm của mình nó sẽ như thế nào. Em nghĩ về cái vấn đề này á, tính sẽ còn có thể nói nhiều và nhiều hơn nữa, bởi vì một người nghệ sĩ họ rất là tinh tế. Nhưng mà để câu chuyện bắt đầu á, em nghĩ là chúng ta nên ngồi xin mời Nick và anh Hoàng. Chưa mời nên muốn ngồi mỏi chân chết. Mà thật sự là rất ấn tượng với phong cách thiết kế nội thất bên trong cái không gian làm việc của Tính Thái, cũng nghệ sĩ không hả? Cũng thổ cẩm quá chừng nè. Nhiều khi em cũng ước gì mình có một không gian giống vậy đó. Cảm hứng sáng tạo lắm. Tính ơi, mình thì đã biết nhau từ lúc mà còn là những sinh viên thời trang rồi ha. Nhưng mà Nick cũng muốn hỏi thêm, thời trang thì có rất là nhiều đường hướng khác nhau. Mà không biết làm sao khi mà bạn đã tốt nghiệp rồi, bạn hình thành phong cách cá nhân, bạn lại muốn đi một cái hướng riêng theo kiểu là xác định rõ ràng là mình đi theo những hướng về tinh thần dân tộc như vậy và hỗ trợ trên cái đấu trường để mà tên gọi Việt Nam của mình được người ta khắc sâu trong lòng hơn. Cá nhân Tính thì có một cái điều đặc biệt là ngay từ nhỏ Tính đã được xem, gia đình cho xem hoa hậu rất là nhiều. Ngày xưa em xem hoa hậu, tức là hàng năm em đều xem, em đều theo dõi. Em rất là thích cái việc mà mình thấy cái thương hiệu Việt Nam, cái chữ Việt Nam, cái lá cờ Việt Nam mà mình được thấy được hòa giữa tất cả các màu sắc của thế giới. Khi mà em thấy như vậy em cảm thấy là em rất là tự hào. Ngay từ nhỏ thì mình vẫn chỉ biết là mình thích vẽ thôi, chứ mình cũng chưa biết là mình sẽ muốn làm cái gì đó nó nhân danh Việt Nam hay cái gì đâu. Nhưng mà khi mà càng lớn lên cho đến khi là cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ đến được tổ chức tại Việt Nam thì có một cái hình ảnh đó là Hoa hậu Thùy Lâm, chị mặc cái chiếc áo dài Vũ Khúc Hạc tượng trưng đại diện cho đất nước Việt Nam chúng ta. Lúc đó thì em cảm thấy mọi thứ nó như được vực dậy bên trong em á. Em cảm thấy em rất là yêu những cái nét đẹp Việt Nam. Em cảm thấy là giải mã ra được cho bản thân mình là tại sao ngay từ nhỏ mình rất là thích đi về những cái miền quê, mình thích tìm hiểu những cái gì đó thuộc về đất nước mình. Hay á. Bạn rất hay anh. Cái này em phải nói thêm một tí nữa, thường những cái văn hóa là mà không khéo. Em xin lỗi trước nếu như mà đây là ý kiến cá nhân của em thôi nha. Phản cảm đúng không? Dễ bị xến xúa. Phản cảm là đôi khi nó còn là một cái mức độ khác nữa. Con này dễ bị xến xúa bởi vì những cái thường dính tới truyền thống á, mình làm không khéo nó sẽ dễ bị dính qua cái thể loại này một chút, thể loại kia một chút thì nó thành bị xến xúa. Bạn biết lắng nghe, bạn biết dung hòa. Chính xác. Cho nên ở bạn có những cái khoảng cách an toàn nó rất là tốt. Cảm nhận của riêng Hoàng nha, thì một trong những lý do mà bạn có được niềm tin của nhà sản xuất và ban tổ chức á, đó chính là khi mà thuyết trình về một dự án, về một bộ trang phục nào đó, Tính Thái không có nói về cái tôi mà Tính Thái nói về chúng ta. Đúng rồi. Nói về những gì mà chúng ta đang có và đang muốn giữ gìn và muốn phát huy. Và điều đó khiến cho ban tổ chức tìm được cái sự đồng điệu và mọi người đồng ý hợp tác với một nhân vật rất trẻ như bạn. Cuộc thi nào, bộ trang phục nào là sự đầu tiên của bạn bắt đầu để chinh phục? Tính cho đến nay là Tính đã có được khoảng 5 năm gắn liền với cái con đường mang một chút sắc màu của Việt Nam để mà cùng hòa nhịp với thế giới. Thì Tính đã có cái đầu tiên, đó là cái chắc là mọi người đáng nhớ nhất, đó là Nàng Mây cùng với Á hậu Lệ Hằng. Lệ Hằng tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ 2016 ở Philippines. Đúng rồi, Miss nhớ hay lắm. Từ điển bài phục bài phục. Nếu như Tính đã gắn liền với hoa hậu ở mảng trang phục thì Miss cũng là đồng hành với hoa hậu ở mảng. Đúng rồi. Giỏi lắm Miss, Bộ Nàng Mây có lẽ là đánh dấu trong cuộc đời Tính một cái mốc son gọi là Tính đáng nhớ nhất trong cuộc đời. Nhưng mà không có nghĩa vì như vậy mà Tính cảm thấy rằng là mình được quyền dừng lại để tạo thêm những cái mốc son mới á. Thì Nàng Mây đến với em á, em cảm thấy là vừa là may mắn mà vừa là cái áp lực quá lớn đối với em lúc đó. Tại vì trong cái cuộc thi lúc đó em may mắn được chọn hai tác phẩm vào top 10, sau đó hai tác phẩm vào top 5 để mà thực hiện thành phẩm, và cuối cùng Nàng Mây đã trở thành cái thí sinh cái bộ trang phục chiến thắng năm đó. 100% được tạo ra bằng chất liệu mây tre rang với nhau. Thì Tính nghĩ rằng là một bộ trang phục mà bứt phá ra khỏi một cái khuôn khổ áo dài lúc đó thì nó chưa hề có tiền lệ bao giờ. Phần này em xin nói thêm là tại vì em là một người theo dõi về hoa hậu, Nàng Mây là bộ trang phục đầu tiên mà Việt Nam mình thoát ra khỏi cái khuôn khổ là trang phục truyền thống phải là trang phục. Nàng Mây là trang phục truyền thống lấy ý tưởng từ chất liệu
nó khác nhau nha. Trang phục, từ trang phục là thường người ta hay tìm những từ vải vóc, từ trang phục của dân tộc này dân tộc kia rồi mình biến tấu lại, mình kết hợp này kia. Nhưng mà với nàng may là trang phục mà đến từ chất liệu đó, nó hoàn toàn 100% là bằng cái chất liệu mây tre đan và không phải là áo dài, gọi là chất liệu Việt Nam. Hay quá. Rồi cứ thế, bạn có thể chia sẻ cho Hoàng cũng như khán giả được biết là những bộ trang phục tiếp theo là gì nè. Dạ, tiếp theo đó thì em được bén duyên với Á hậu Thùy Dung cùng với bộ trang phục mang tên là Tiên Dung tại Miss International 2017. Sau đó là đến Huyền Đăng Hội cùng Á hậu Kiều Loan tại Miss Grand International 2019. Sau đó đến Lá Ngọc Canh Vàng cùng với Á hậu Ngọc Thảo tại Miss Grand International 2020. Và gần đây nhất đó là bộ Thiên Thần Xanh đã cùng với Hoa hậu Thùy Tiên đến với Miss Grand International và đã gây được một cái tiếng vang cũng như là một cái sự chú ý rất là lớn và tính rất là vui. Sau 3 năm tại cùng một cuộc thi thì một sản phẩm tốt đã cho ra một kết quả tốt. Nhưng mà chắc chắn không thể nào mà từ một bản thảo đơn sơ rồi làm liền ra hẳn một cái siêu phẩm được. Chắc chắn sẽ phải chỉnh sửa rất là nhiều. Cái quá trình chỉnh sửa như vậy có bao giờ mà bạn cảm thấy là bị áp lực quá mà thôi mình bỏ, mình đập điểm xe lại làm lại từ đầu không? Đã có vài lần em bị như vậy. Khi mà làm trang phục dân tộc đó, nó dạy cho em được một cái tính kiên nhẫn, kiên định và biết bỏ cái tôi riêng để mà vì cái chung đó. Có những đêm mà mình cảm thấy mình buồn ngủ á, nhưng mà mình quyết là mình phải thức cho tới sáng. Tại vì là thời gian không có nhưng mà Việt Nam đang chờ tôi. Cho nên là cho nên là em chỉ suy nghĩ vui vậy thôi, cái là tự nhiên mình tỉnh lại. Tuổi trẻ là vậy. Dạ. Đúng rồi. Nè, cảm hứng thì mình cũng đã lắng nghe Tính Thái chia sẻ. Những khó khăn thì đối với bạn là cũng đã rạch rồi như thế nào gọi là áp lực. Nhưng mà còn về cái sự đầu tư về kiến thức, đây cũng chính là một trong những chất liệu rất quan trọng để truyền tải những thông điệp ngoài cái hình thức rất là bắt mắt nữa. Thì bạn tiếp nhận những kiến thức như thế nào về lịch sử, về văn hóa của Việt Nam, đặc biệt là truyền thống về trang phục? Tính có một người bạn thân mà đồng thời cũng là một cô giáo dạy văn của Tính luôn. Thì Tính cảm thấy rất là may mắn khi mà Tính và cô có được một cái mối quan hệ thân thiết với nhau, cùng nhau đi nhiều nơi, cùng nhau bàn tán, cùng nhau bàn luận về những cái vấn đề văn hóa, lịch sử, cũng như là nó cũng chỉ là những cái câu chuyện phiếm, chuyện vui với nhau thôi, nhưng mà đa số là về chủ đề văn hóa cũng như lịch sử Việt Nam. Nhưng mà nhờ những cái điều như vậy thì Tính mới cảm thấy là mình thuộc được, mình hiểu được văn hóa Việt Nam theo cách của mình. Rồi cũng nhờ những chuyến đi mà mình tự đi thì mình sẽ tự cảm văn hóa cũng như mình tự cảm lịch sử theo cách của mình. Mình sẽ yêu theo cách của mình. Tính nghĩ là chắc là nhờ như vậy cho nên là Tính mới được hun đúc dần cái tinh thần dân tộc cũng như là cái tình yêu đối với đất nước mình. Với lại là nếu như mà bản thân mình không sống bằng cái niềm tự hào thì mình sẽ không hiểu được là mình sẽ muốn làm việc vì ai hay là mình muốn làm việc vì cái gì á anh. Rất hay, rất hay, một nền tảng rất vững chắc. Đó, cho nên anh phải ở gần tiếp xúc với những người có văn trong người nha. Quê hương là gì hả mẹ? Tại sao cô giáo dạy phải yêu? Ừ, đúng chính xác luôn á. Mà nội nhìn cái kho tàng sách của bạn Tính thôi á, là Hoàng cảm nhận là Tính rất là chịu khó, là một người sống nội tâm và chịu khó học hỏi nữa. Tính lại nghĩ là Tính lại thích đi tìm cái gì đó tận mắt là bằng cái việc, bằng cái bước chân của mình bước ra ngoài đi hơn. Nhưng mà đúng là Tính rất là thích đọc sách là bởi vì là mình được xem, đặc biệt là những cái sách nghệ thuật á, mình được, thực sự là mình được có một cái chuyến du hành đến cái thế giới của nghệ thuật, thì để từ đó mình có thể có được cái nhiều cái cảm hứng hơn để mà ra những cái đứa con tinh thần sâu của mình. Thôi bây giờ mình đến mục đích chính ngày hôm nay, mình đến đây mình thăm Tính nha. Mình hỏi hơi nhiều. Đúng đó. Rồi đó, đúng rồi em đó. Sợ nhất như câu hỏi lỡ mình hỏi nhưng mà nó hơi làm bạn khó xử thì sản phẩm anh sẽ tệ đó. Bây giờ anh muốn nhờ gì anh mở lời đi. Đó, bây giờ anh xin lặp lại một lần nữa cái thỉnh cầu của anh ngày hôm nay là nhờ Tính Thái tư vấn cho anh làm sao để chọn những bộ trang phục thật là phù hợp cho bé em của mình có thể tham gia vào những hoạt động ở trong trường. Vậy thì em sẽ có một cái ý tưởng này cho anh em vừa mới nghĩ ra trong đầu. Trời ơi vậy? Hay ha, nói chuyện có cảm hứng cái nghĩ ra luôn. Bởi vì khi nói chuyện với anh, bạn có cái cảm hứng từ lúc nào rồi? Rồi bây giờ mình cầm giấy viết hay sao em ha? Anh đợi em một xíu nha. Ok. Đặc điểm dễ nhận thấy ở các trang phục anh thiết kế là luôn giàu tinh thần yêu dân tộc, luôn mới lạ, song cũng mang nhiều thông điệp thực tế. Tính Thái chia sẻ, vì bén duyên với kiến thức lịch sử và nhiều giá trị văn hóa dân tộc mà anh vận dụng được nhiều yếu tố Việt Nam hơn vào tác phẩm của mình. Trong tương lai, anh cũng mong rằng các nhà thiết kế trẻ nói chung và các bạn sinh viên thiết kế nói riêng có thể tiếp tục phát huy được tinh thần này trong thiết kế trang phục.
anh sẽ là khách hàng của em. Rồi. Và em sẽ lắng nghe những cái yêu cầu của anh. Rồi. Đúng rồi. Bây giờ lắng nghe yêu cầu đầu tiên của anh á là bộ trang phục này nó phải có yếu tố độc đáo, là tránh đi lại những cái khuôn khổ và lối mòn từ trước đến giờ rất nhiều cuộc thi hay sử dụng. Nhưng mà nó về làng nghề đi, thí dụ như làng gốm cũng rất là hay, nhưng mà anh sợ rằng cái màu sắc của làng gốm thì nó hơi đơn sắc quá, nó sẽ là tông màu chủ đạo là màu nâu, màu đen thôi à. Em có một cái idea này cho anh, một cái ý tưởng này cho anh. Cái này là giống như là mình nói là bản thảo, đây là một cái bản thảo sơ. Trời, hoành tráng vậy. Đây là một cái ý tưởng em cảm hứng từ nghệ thuật về cái màu sắc, về cái sự đặc sắc của màu sắc của các làng hương ở Việt Nam, đặc biệt là cái làng hương tại Huế. Nếu như anh có thể, anh đã từng đi, anh có thể thấy được là khi mà làng hương của Việt Nam ta phơi hương ra thì tạo thành những cái cánh đồng và màu sắc vô cùng đẹp. Từng lớp, thì từng lớp vậy. Em nghĩ đây là một trong những cái màu sắc vô cùng bắt mắt đẹp và ấn tượng đủ. Wow, anh dự đoán nha, đây sẽ là một tác phẩm gây ấn tượng mạnh dành cho thầy cô và ban giám khảo rất là nhiều. Mà nguyên liệu nó cũng gần gũi, thân thiện với môi trường, đẹp nữa. Và bên cạnh đó là cái sự độc đáo khi mà mình truyền tải được những thông điệp ý nghĩa của nét dân tộc Việt Nam chúng ta. Wow. Từ những thứ mà em xung quanh em có thôi, chỉ là từ bút, từ viết, từ lá cây, từ giấy, từ tất cả những thứ mà chúng ta có, chúng ta tạo nên những cái giá trị của riêng mình và cho cộng đồng. Cho các bạn được làm đi đã, phải để cho họ làm cọ sát thì mới có những cái tài năng như thế này. Dạ, đúng rồi, như em luôn thấy là để mà được sản sinh ra nghệ thuật thì trước hơn hết là bản thân mình phải làm được đúng cái điều mà mình thích. Thì hãy cho các bạn sự tự do, sự vui và giải trí. Dạ, cảm ơn Tinh Thái ngày hôm nay đã hỗ trợ cho Hoàng Rapper nè, chia sẻ thật nhiều về chặng đường sự nghiệp của mình và gần đó là những ước mơ ấp ủ nữa. Chúc cho bạn thật là nhiều sức khỏe, năng lượng, sự sáng tạo và cống hiến cùng với nghề nha. Dạ, em cảm ơn anh Hoàng cũng như là Mít đã đến nhà của em ngày hôm nay. Chúng ta đã có được cái cuộc trò chuyện vô cùng vui và vô cùng tạo ra được năng lượng cho nhau. Tính xin chúc là anh Hoàng cũng như là Mít, điều đầu tiên đó là sức khỏe, điều thứ hai đó chính là cái niềm tin cũng như là sự yêu đời luôn tràn đầy bên trong con người của mình, để chúng ta có thể là lan truyền nhiều năng lượng tốt cho nhau cũng như là tạo nên một cái cộng đồng tốt hơn. Phải yêu chứ, ở gần những người như thế này, nhiều năng lượng, nhiều sáng tạo và luôn hướng tới cái tốt thì mình sẽ yêu nhau, yêu nhau
gia đi cùng nhau tốt hơn. Mình được thừa cùng hưởng tự hào về Việt Nam. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng vậy, tự hào hai chữ Việt Nam khi các người đẹp được sánh bước và được thể hiện được thông điệp ý nghĩa của Việt Nam trên mọi đấu trường quốc tế về nhan sắc và sự thông minh của mình nữa. Cảm ơn Mít, ngày hôm nay em đã giúp anh gỡ được một bài toán rất là khó luôn á. Cảm ơn em, cảm ơn em. Hãy nhớ Mít mỗi khi cần. Yeah. Wow, thank you Mít. Và xin quý vị hãy nhớ đến Chuyện Đó Chuyện Đây được phát sóng vào lúc 19 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Với Chuyện Đó Chuyện Đây được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi. Và bây giờ chúng tôi xin được phép chào tạm biệt và hẹn gặp lại.